Thưa quý vị, Malaysia phẫn nộ vì hành vi khiêu khích của Trung Quốc ở Trường Sa. Tư lệnh các lực lượng vũ trang Malaysia, Kefli Mottin, cực lực đã kích hành động khiêu khích vô căn cứ của Trung Quốc ở Biển Đông trong một phát biểu hiếm hoi của Malaysia về cuộc tranh chấp này. Kuala Lumpur từ trước đến nay vẫn tỏ ra thận trọng về các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Bản tin của International Business Times hôm 18 tháng 10 dẫn lời phát biểu của ông. Zhou Kefei, Mo tại một diễn đàn an ninh tổ chức ngay tại Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, đề cập đến hành động ngang ngược của nước chủ nhà trong việc xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Trang mạng Channel News Asia cũng tường thuật về lời chỉ trích hiếm hoi của Malaysia về ý đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, Hishamuddin Hussein nói, nước ông hy vọng Trung Quốc sẽ ngồi vào bàn đàm phán để đạt một quy tắc ứng xử ở Biển Đông, tức COC, với các nước láng giềng, bởi vì theo ông, đây là cách tốt nhất để giải quyết tranh chấp biển đảo trong khu vực. Bắc Kinh đã tìm cách trấn an rằng, các công trình xây cất của họ là nhằm phục vụ các mục tiêu dân sự, nghiên cứu hàng hải và tạo điều kiện cho giao thông hàng hải, cũng như bảo đảm an toàn trong khu vực.